Rồi ok, hello các em. Và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. À, chào mừng cả chị em nữa. Hôm trước là có bạn bảo là tại sao là chỉ chào mỗi anh em không chào chị em. Hôm nay chào cả hai luôn rồi nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một con game huyền thoại, một con game siêu hay. Đó chính là con game New Life. Đấy, một cuộc sống mới. Và trong cái lần trở lại này, con game New Life nó đã cập nhật 5 chế độ chơi mới anh em ạ. Đầu tiên, như ở trong màn hình anh em có thể thấy là chúng ta có chế độ đời thường, tức là chơi như các lần trước đây mình đã chơi. Tiếp theo là đã cập nhật thêm là nàng Bạch Tuyết và bảy chú nhun. Đấy. Tiếp theo là hoang đảo, lâu đài, Licorice. Đấy, Licorice anh em ạ. Và công viên khủng long, thành phố trên mây, tức là chúng ta sẽ có thêm 5 chế độ chơi mới. Và hôm nay mình đã mở khóa trước cái phần chơi hoang đảo, tức là chúng ta sẽ phải có đủ 40 huy hiệu để mở khóa phần Bạch Tuyết, 90 huy hiệu để mở lâu đài, 120 huy hiệu để mở công viên khủng long. Còn nếu như mà muốn một phát mở luôn ấy thì anh em sẽ phải mua nhá. Và mình đã mua mất 50.000 rồi, thế nên là hôm nay chúng ta sẽ chơi thử phần hoang đảo để xem là nó khác thế nào so với phần chơi đời thường. Ok, hoang đảo này. Trong một chuyến du lịch trên thuyền, bạn gặp tai nạn và bị sóng đánh dạt vào một hoang đảo xa xôi này. Bạn phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng, những bộ lạc nguyên thủy. Chuyến phiêu lưu chỉ mới bắt đầu. À, mình không sợ, mình chỉ háu là được gặp mấy em gọi là thổ dân xinh đẹp thôi. Đúng không? Đó là đây rồi. Ngô Kiểm Lâm. What? What the fuck? Mẹ, bị lạc trên hoang đảo rồi lại còn tên là Kiểm Lâm anh em ạ. Như kiểu là đi trông rừng ấy. Được rồi, khởi đầu. Tên tôi là Ngô Kiểm Lâm, 16 tuổi, sinh ra ở Hà Tĩnh, Việt Nam. Hiện tại tôi đang ở trên chuyến tàu mang số hiệu F120 tiến ra Vịnh Hạ Long. Thời tiết hôm nay khá là đẹp. Rồi ok. Một giờ sau, bỗng nhiên trời trở nên âm con mẹ nó u. Mây mưa kéo tới rất nhanh. Gió thổi khá là căng thẳng. Đấy. Rồi tiếp đi. Có biến rồi. Đi được vài trăm mét thì bỗng nhiên sóng đánh lật con mẹ nó thuyền. Đấy, thế là thuyền của tôi bị chìm đúng không? Mọi người trên thuyền hốt hoảng chạy đi tìm phao cứu hộ. Một số khác chạy đi tìm bạn sẽ làm gì? Mình nghĩ là mình sẽ tìm thuyền ấy. Bạn tìm được một chiếc thuyền. Tìm được thuyền rồi. Mình sẽ sống. Tìm được thuyền rồi. Trên thuyền có 4 người khác. Bạn nhảy lên thuyền và cùng họ trèo về phía bờ. Được một lúc thì bỗng nhiên sóng đánh mạnh làm thuyền bị vỡ ra. Bạn chụp được một mảnh gỗ và cứ thế lênh đênh. Đấy, một lúc sau thì bạn ngất đi. Ok nhá. Một ngày sau, bạn tỉnh dậy và thấy mình nằm chơ vơ bên bờ biển của một hoang đảo đúng không? Trước mặt là biển, sau lưng là rừng. Bạn sẽ đi đâu về đâu, tiến vào rừng, lang thang trên bãi biển để tìm kiếm thức ăn. Nếu mà tiến ngay vào rừng thì mình nghĩ khả năng cao là mình sẽ kiếm được thức ăn nhiều hơn. Anh em biết sao không? Trong rừng có hoa quả. Và nếu mà để kiếm đồ ăn ở trên bờ biển thì khó lắm anh em ạ. Tại vì đây là biển hoang mà, chỉ có đi câu cá thôi. Mà câu cá thì khó lắm. Vào rừng luôn nhá, vào rừng kiếm sơn nữ luôn. Sau một hồi lang thang trong rừng, bạn cảm thấy đói và khát, bạn sẽ làm gì? Uống nước ở suối là dễ bị buồn ỉa. Tìm trái cây dại vớ vẩn, ăn phải trái cây độc thì cũng nguy hiểm lắm. Thôi, ra suối nhá. Đấy, đây rồi. Ok, chúng ta sẽ ra suối này. Nhảy xuống tắm. Đấy, lấy một ít nước để uống. Mình nghĩ là lấy một ít nước để uống thôi là hợp lý. Đang uống nước thì bạn thấy một khúc gỗ sần sùi từ đằng xa đang trôi về phía bạn. Khúc gỗ sần sùi. Có thể nó là cá sấu anh em ạ. Hoặc là một cái con gì đấy nguy hiểm. Thế đây là quan sát đã. Đấy, khúc gỗ trôi về phía bạn càng ngày càng nhanh hơn. Bạn bất chợt nhận ra đó không phải là gỗ mà là con cá sấu. Bạn bỏ chạy vào rừng. Anh em thấy không? Anh em thấy chưa? Mình là người có kỹ năng đấy. Tại vì mình hay xem mấy cái vlog mà mấy thanh niên sống ở trong rừng ấy. Đấy, thì là mình có kỹ năng đấy. Xem vlog là cũng lợi thế phết đấy. Tiếp đây. Đêm hôm đó, bạn tìm được một ít trái cây dại, gồm có táo và chuối. Đấy, chuối này là chắc là chuối của mấy anh thổ dân rồi. Ăn đã nơi đó. À, ăn chống đói. Rồi ok. Tìm đánh lửa. Tìm đá đánh lửa. À, đi ngủ luôn thì cũng không được. Tìm đá đánh lửa đây.
bạn dùng đá đánh lửa, sau một hồi vất vả lửa đã được nhóm lên đấy, bạn có thể ngủ ngon lại hạnh phúc ngay. Osake, anh em thấy không này, giống như kiểu là mình vớ vẩn mình lại trở thành chùm của cái đảo này thì nghe nhạc như kiểu là Robin Hood trên đảo hoang ấy, còn mình là Popin Hood. Rồi 3 tháng sau ôi bãi cả lìn ạ, chưa gì mà chúng ta đã sống được 3 tháng trên đảo hoang rồi, sắp thành chùm ở đây rồi. Bạn đã bắt đầu quen với cuộc sống trong rừng, bạn dựng một căn lều và hàng ngày vẫn tìm kiếm thức ăn. Suốt ngày ăn trái cây khiến bạn chán, vãi loèn, thế là bạn quyết định làm vũ khí. Đấy, thì bạn sẽ làm cái gì? Dìu này, có thể chặt cây. À, cung thì có thể bắn chim. À, cung cũng có thể bắn được các con vật từ xa. Mình nghĩ là mình sẽ làm cung đi. Cung có vẻ là một sự lựa chọn phù hợp với bạn. Bạn bắt đầu đi săn như một thợ săn chuyên nghiệp. 3 tháng sống trong rừng mà chỉ có ăn trái cây thôi, ít ra phải có thổ dân ở trên đảo đấy chứ, đúng không? Ít ra thì mình cũng phải gặp được một em sơn nữ xinh xắn nào đó chứ, 3 tháng rồi mà không làm được cái gì thì chán lắm anh em ạ. Tiếp tục đi. Ui ôi, 1 năm sau, thấm thoát đã 1 năm trôi qua. Đấy, một ngày đẹp trời bạn đang ăn chuối thì thấy một bóng đen vụt qua. Quả chuối trên tay bạn biến mất. Đấy, bạn quyết định chạy theo bóng đen. Ừ thì chạy theo. Mình đoán là con khỉ anh em ạ. À, là một con khỉ. Bạn đuổi theo con khỉ vào rừng sâu thì gặp một ngã ba đường tình. Bên trái có âm thanh ồn ào, nghe như ai đang đánh nhau. Con khỉ lại rẽ về hướng bên phải. Hướng bên trái có tiếng động. Thì có thể là mình sẽ gặp được người, nhưng mà cũng có thể là một con vật gì đấy đang đánh nhau rất nguy hiểm. Tại vì con khỉ khi mà nó cảm nhận được cái sự nguy hiểm thì nó sẽ rẽ sang hướng khác. Thế nên là mình nghĩ mình sẽ đi theo con khỉ nhá, để cho nó an toàn đấy. Đây, đuổi theo con khỉ đi. Đây, bạn thấy con khỉ đi vào hang tối, bạn sẽ làm gì? Tại sao khỉ lại đi vào hang nhờ? Nó phải đi vẽ với khỉ sống trên cây. Khỉ sống trên cây như tí. Sống trong hang à? Mình có vũ khí, mình có đá đánh lửa. Đi theo đi, sợ đếch gì? Bạn bước vào trong và thấy con khỉ nằm bên con khỉ đột lớn đang bị thương ở bụng. Thôi cứu đi. Con khỉ đột gầm gừ cảnh giác, nhưng vì mất máu quá nhiều nên nó không cử động được. Sau hồi sơ cứu bắt đầu, máu bắt đầu ngừng chảy, con khỉ thấy thế đưa trả một này, nó khôn bãi lìn thôi nhá. Nó ăn trộm quả chuối của mình để nó dụ hàng mình về trị thương cho con khỉ to. À, xong sau đó nó trả. Cháu hiểu được gì. Sau 1 năm sống trong rừng ấy, mình trở thành bác sĩ anh em ạ. Nó lại là đỉnh anh em ơi. Bạn xoa đầu con khỉ con, bỗng có tiếng gầm gừ. Bạn thấy một con báo đốm dữ tợn. Khỉ đột mẹ thấy kẻ thù thì gầm lên tức giận. Con báo lao vào tấn công, làm cùng khỉ mẹ chiến đấu. Con báo nhảy vào bạn, lách sang phải. Đấy. Khỉ con từ phía sau nhảy lên. Đấy, khỉ mẹ bị thương nhưng vẫn cố lao vào ghi đầu kiểu đấm nhở. Bạn chớp lấy thời cơ, lấy đá đập vào đầu con báo. Con báo bỏng ngay tại chỗ. Nó giống như kiểu mình là một thằng phóng viên nhỉ. Mình đang kiểu tường thuật lại trận đấu một cách chi tiết vãi lìn ra ấy. Ok, vì biết ơn bạn khỉ mẹ đưa bạn về. Thôi chết rồi, thành tắc răng rồi, mặc yếm các thứ rồi. Uầy, gia đình thứ hai. Anh em thấy được không? Gia nhập bầy khỉ. Uầy, hành tinh khỉ, giống ở trong cái con game bệnh dịch ấy. Hoặc là ở đây chúng ta sẽ có được hai bộ phim bom tấn là Hành Tinh Khỉ và bộ phim thứ hai là Tắc Răng. Đấy, Tắc Răng về sau là sẽ gặp được một em nữ chính xinh vãi lìn ra. Tiếp. Ngày hôm sau, bầy khỉ sống ở vùng trung tâm của rừng nơi gần bờ sông, số lượng gần 30 con. Khỉ mẹ là vợ của con khỉ đầu đàn. À, hay quá. Lần đầu tiên thấy bạn, lũ khỉ nhìn bạn với mắt dè chừng, nhưng vì có khỉ mẹ che chở nên không gặp vấn đề gì. Khỉ mẹ dẫn bạn tới chỗ mới của bạn, đó là một cái hốc lớn giữa cành cây, bên trong chứa nhiều loại trái cây, bạn là hài lòng. Năm thứ nhất sống với bầy khỉ, ngày xưa bạn bị bố mẹ bắt học tiếng Anh, bây giờ bị bắt học tiếng khỉ. What? What the fuck? Meo đi hiểu. Và sau 1 năm cố gắng, bây giờ bạn đã thông thạo tiếng khỉ. Ê à, mẹ thông minh. Thông minh lên anh em ơi. Được đấy. Năm thứ hai này, cuộc sống của bạn rất nhàn hạ. Đấy, mỗi ngày chỉ có hú hét thôi. Tóc bạn bây giờ đã dài ngang lưng, lông thì mọc um tùm.
Đấy. Bạn nhiều lần cắt tóc nhưng nghĩ lại thì đẹp dai cho ai ngắm, thế là thôi không cắt nữa. Năm thứ tư sống với bầy khỉ rồi. Bắt đầu con khỉ đầu đàn rằng sắp đến thời gian các bộ lạc trên hoang đảo sẽ đi săn, yêu cầu cả đàn không được ra khỏi. Ấy, có thổ dân. Có thổ dân tức là sẽ có nữ thổ dân. Hợp lý. Nào chúng ta hãy cùng đi xem nữ thổ dân có xinh không nhé. Chiều hôm ấy bạn đang ngủ thì con khỉ con lại rủ bạn đi uống đi uống nước dừa. Mọi người dặn là không được ra khỏi hang tại vì có thổ dân. Nhưng nếu như bây giờ mình chấp nhận đi với con khỉ con và gặp thổ dân thì mình sẽ có cơ hội quay trở lại sống với người. Chứ còn sống với khỉ thì chắc mai sau nó ngoài việc bắt mình học tiếng khỉ ra, nó có bắt mình quất nhau với khỉ thì vỡ mồm cũng vừa khó. Đấy. Bạn và khỉ con bất chấp lời dặn của khỉ bố, tự tiện rời khỏi nơi trú ẩn. Chắc chắn là sẽ gặp rồi. Hai đứa leo cây hái dừa và ngồi đến khi trời tối. Vì ngại nguy hiểm nên là quyết định là sáng mai mới về. À, overnight trên cây đấy. Một ngày sau, sáng sau ngủ dậy, bạn khỉ con quay trở về nhà. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên có đám người da đen đến bao vây hai đứa, bạn sẽ làm gì? Chết rồi. Chết rồi anh em ơi. Bị bao vây bởi một đám anh da đen. Lần trước chơi con game New Line này thì đi làm trai bao và đã bị 5 anh da đen quất cho tới bến rồi. Bây giờ lại gặp không phải là 5 anh mà là một đám. Một đám luôn. Đứng lại đánh hay bỏ chạy? Đứng lại đánh nó đấm cho vỡ mồm rồi. Bỏ chạy đi. Bạn và khỉ con bỏ chạy vào rừng. Chạy một hồi lại thấy trước mặt là vách núi. Bạn sẽ làm gì? Chiến đấu hay là xin tha? Tại vì mình là người mà, đúng không? Mình là người, mình có thể đứng xin tha nó được. Hay là chiến đấu? Chiến đấu hay là xin tha? Nhưng mà xin tha thì hèn lắm. Chiến đấu nha anh em. Chết cũng chiến đấu nhá. Tại vì mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Mình phải luôn cố gắng. Đó mới là cháu của Bác Hồ. Bạn lao vào định đánh thì bỗng nghe có tiếng gầm gừ. Hai đứa chạy lại chỗ. À, thấy khỉ mẹ đang tới. Bọn thổ dân thấy khỉ mẹ hung dữ quá nên sợ tụt cái mẹ bím lại. Thế là mình khoác. À, năm thứ 6 có biến, có biến. Có một con khỉ già rất là ghét mình. Thế là nó muốn trục xuất mình ra khỏi bầy. Khỉ bố và khỉ mẹ thì lại không đồng ý. Con khỉ già bảo rằng nếu muốn ở lại thì bạn phải thực hiện nhiệm vụ đi tìm thức ăn. Ok. Bạn tiến vào khu rừng phía nam để tìm chuối. Khỉ con xung phong đi theo. Ok bạn ơi, làm tiếp nào. Ngày hôm sau bạn tiến vào rừng để tìm thức ăn. Bạn đang đi thì thấy một làn khói. Có khói là có lửa. Và có lửa thì chắc chắn là có người rồi. Do thám nên bạn tiến tới và ngạc nhiên không thốt lên lời. Bạn thấy một toán người lạ vừa mới đặt chân lên đảo. Họ ăn mặc đồ rằn di và tay mang theo súng. Quân đội. Quân đội anh em ạ. Trong đó có hai kẻ đang tiến sát ở khu rừng. Mình sẽ núp vào bụi cây và nghe lén nhé. Lúc nào thì xuất phát? Hai tiếng nữa sẽ xuất phát. Chúng ta phải im lặng. Bầy khỉ rất nhạy bén. Nếu gây ra tiếng động lớn thì bọn nó sẽ trốn mất. Một con khỉ chắc bán được vài trăm triệu. Chúng ta sắp giàu. À, đây không phải là quân đội, mà đây là bọn đi săn khỉ anh em ạ. Để bán lấy tiền. Bạn và con khỉ chạy nhanh vãi lìn về nhà. Sau đấy kể lại chuyện. À, thế nhưng những con khỉ già và phần lớn số khỉ trong đàn không tin. Không tin mình anh em ạ. Điều hiểu. Rồi, thế mình bây giờ là thuyết phục tự nhiên bây giờ mình đang nghĩ, nếu như bây giờ nhá, mình dẫn dụ chúng nó đến chỗ hai bộ lạc thì chắc là nó sẽ giết, đúng không? Nó sẽ giết cả bộ lạc luôn hay là kiểu như thế nào đấy. Mình nghĩ là mình sẽ thuyết phục đi. Mặc dù là mình đang chơi theo cốt truyện chuẩn đấy, nhưng mà thôi cứ làm thế đi. Rồi bạn thuyết phục. Khỉ bố chưa đồng ý ngay mà muốn đi do thám. Ok. Rồi hai tiếng sau, cả ba núp vào một bụi cây cách xa chỗ của một bầy khỉ khoảng km. What the fuck? Sau đó vài phút, bạn nghe thấy tiếng chân của một đoàn người. Đó là bọn người lạ mặt cầm súng. Thế là bạn quyết định là mồi nhử vãi nhòe nạ. Thế nhỡ nó bắt được mình, nó tưởng mình là khỉ. Tại vì bây giờ mình nhiều lông quá, nó bán đi vỡ mồm mà. Bạn nhổ hết lông đuôi của khỉ con rồi dính lên tóc. Láo vách cứt. Rồi để hóa trang thành khỉ, đoàn người vừa xuất hiện thì gây ra tiếng động lớn. Khỉ con lao vào cướp lấy súng của gã đội trưởng rồi chạy về phía bạn. Bọn chúng liền tức giận đuổi theo. Bỏ chạy đi. Một bạn một tay cầm súng, một tay đu dây. Ấy à, căng quá. Bạn chạy về phía mảnh đất trống giữa khu rừng, nơi ngăn cách hai bộ lạc. Bọn người lạ mặt vừa đuổi theo bạn vừa giơ súng lên bắn.
Một viên đạn sượt qua chân khiến da bạn rách một mảng lớn, máu chảy đầm đìa, thế nhưng bạn vẫn cố gắng chạy đi. Sắp tới gần bãi đất trống, bạn nghe thấy tiếng hò hét đánh nhau, thì ra hai bộ lạc lúc này đang hỗn chiến. Ngon. Bọn người lạ mặt phát hiện ra bộ lạc đang đánh nhau. Hồi rít rồi. Chúng cầm súng tấn công người của hai bộ lạc, nhân lúc đó bạn trốn đi, ok? Này, không biết là về sau thì mấy người ở bộ lạc có bị làm sao nhỉ? Một tiếng sau, một hồi vừa chạy vừa lết, bạn đã về được nhà. Khỉ mẹ thấy chân bạn bị thương liền hốt hoảng chạy đến. Khỉ con và khỉ bố đầu đàn thấy bạn thoát chết trở về thì mừng rỡ. Cả bầy quyết định di tản ngay lập tức, ok? Bạn đứng trước sự sống của hơn 100 con khỉ. Bạn sẽ quyết định dẫn bầy di tản như thế nào? Chạy về phía biển, chạy về phía đỉnh núi. Nếu như chạy về phía biển thì chúng ta không có cơ hội để thoát thân. Tại vì nếu như mà bị dồn thì mình sẽ chỉ có nước là bơi ra biển thôi. Và nếu như bơi ra biển thì khỉ sẽ không giỏi bơi. Còn chúng ta nếu mà chạy lên đỉnh núi ấy, thì mình sẽ có một cái cơ sở phòng thủ vững chắc hơn. Đó chính là mình có thể tấn công từ trên cao xuống, đúng không? Theo quyết định của bạn, cả bầy khỉ chạy về phía núi. Vừa lên đến đỉnh, bạn cũng thấy tuyệt vọng. Đám người lạ đã đứng ở đỉnh núi từ lúc nào, bọn chúng vừa thấy bạn và bầy khỉ liền giơ súng để tấn công. Bạn không còn cách nào khác. Bỏ mẹ rồi, sai lầm của tuổi trẻ rồi anh em ạ. Nhưng mà anh em nghĩ xem đúng không, quả đấy mà mình ra biển thì chắc là cũng vỡ mồm. À, ra biển thì vớ vẩn, còn thuyền của bọn đấy để lại mà đúng không? Thôi kệ đi, lỡ. Ui, hạnh phúc trừ 100 luôn ạ. Thôi chết rồi, bạn ngã xuống, tiếng khỉ con vang lên tai, cuộc đời bạn kết thúc từ đây. Ok, làm lại này. Vừa nãy là mình quyết định chạy lên đỉnh núi là bị nó bắn, nó tét cái mẹ đít và thế là chết. Bây giờ là chúng ta chạy ra bãi biển đi. Tại vì nếu như tư duy giống như vừa nãy thì tất cả bọn quân đội hay là bọn đi săn khỉ đã bỏ thuyền để vào săn khỉ rồi thì nó sẽ chỉ còn thuyền thôi đúng không? Và mình có thể chạy bằng thuyền của bọn nó. Chạy ra biển đấy. Bạn vừa ra tới bờ biển liền thấy chiếc thuyền của bọn người lạ mặt. Xung quanh đó là bốn kẻ cầm súng đứng canh gác, dùng kế dương đông kích tây. Đấy. Bạn ra lệnh cho bầy khỉ gây sự chú ý, khỉ con dụ bốn kẻ canh gác chạy vào rừng. Sau đó bạn dẫn bầy khỉ chạy lên thuyền. Một lúc sau, khỉ con cũng quay về. Lên thuyền này. Bạn và bầy khỉ lên thuyền thành công. Bạn tới khoang tàu lái, bạn phát hiện tên lái tàu đang nằm ngủ. Bạn dùng dao chĩa vào cổ và đánh thức hắn. Tra hỏi: các người là ai, tới làm gì? Chúng tôi là cấp biển ở vùng Tam Giác Quỷ. Chúng tôi đến đây để tìm kho báu của tên hải tặc huyền thoại D. Roger. What? One Piece. Ok, tôi chỉ là anh lái tàu yếu đuối, xin hãy tha cho tôi. Hề, anh lái tàu yếu đuối nghe cứ giống như kiểu là mấy anh chồng bất lực bị trói mẹ vào xong rồi nhìn vợ con bị hàng xóm làm thịt nhỉ. Nói chung ấy là nghe đến D. Roger là mình đã thấy là rất là giống ở trong One Piece đấy. Ok, cái gì đấy, kết thúc à? Bạn phát hiện lương thực của bọn cướp biển vẫn còn, bạn quyết định đưa về khỉ trốn vào hòn đảo và tìm nơi mới. Tên lái tàu dưới sự sai bảo của bạn liền ngoan ngoãn đưa bạn và bầy khỉ rời khỏi đảo và đưa chúng tới trung tâm bảo trợ động vật hoang dã. Bầy khỉ có nơi mới, bạn trở về gia đình đoàn tụ, kết thúc luôn. Wow! Và như vậy là kết thúc. Chúng ta đã có một cuộc hành trình thật tuyệt vời ở trên đảo Quang. Hơi tiếc là không gặp được em nữ sinh nào anh em ạ. Rồi ok, thì chắc là video này kết thúc đây. Hôm nay là đã giải thoát được bầy khỉ các thứ rồi, kiểu trở thành thủ lĩnh một cách tình cờ nào đó. Chỉ có một điều hối tiếc là mình chưa gặp được em kiểu thổ dân nào xinh xắn thôi. Thì hôm nay đã chơi ở phần hoang đảo rồi, chúng ta còn bạch tuyết, để lâu đài, công viên khủng long và thành phố trên mây. Thì theo anh em thì tập tiếp theo mình sẽ chơi phần nào, và liệu rằng mình có nên làm tập tiếp theo trong cái con game New Line đấy không? Tại vì mình cảm thấy là những cái phần chơi này nó khá là hay. Thế nên anh em hãy giúp mình, nếu mà anh em vẫn muốn mình làm tiếp vào tập tiếp theo thì nhấn like cho video với cả comment bên dưới là mình nên chơi phần nào tiếp theo. Cái phần công viên khủng long cũng khá là hay này, hay là thành phố trên mây, thì anh em hãy vote cho mình bên dưới nhá. Nếu như mà anh em muốn mình chơi phần nào thì hãy ghi tên phần đó ra, ví dụ như công viên khủng long hay là thành phố trên mây, kiểu như vậy. Rồi, và cũng đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký. Không giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.